Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cặp iPhone 6S và 6S Plus. Thì các bạn có thể thấy là mình đang có màu vàng hồng ở đây và màu gold. Và ở phía dưới tủ này thì Mai Nguyên đã chuẩn bị toàn bộ những cái sản phẩm từ 16, 64 tới 128GB của phiên bản 6S để chờ cho 8 giờ sáng ngày mai, tức là ngày 6 tháng 11, Mai Nguyên sẽ chính thức mở bán. Và mình cũng xin thông báo các bạn, Mai Nguyên là một trong những đơn vị ủy quyền của Apple bán hàng chính hãng tại Việt Nam. Thì đây là hai chiếc iPhone chính hãng. Thì mình hôm nay mình sẽ khui hộp trước để các bạn xem bên trong có những phụ kiện như thế nào và cái màu của iPhone 6S Rose Gold và màu Gold nó trông như thế nào. Xin mời các bạn. Trước khi mình khui hộp và giới thiệu với các bạn về cái 6S và 6S Plus thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số những phụ kiện khi mà các bạn mua hàng tại Mai Nguyên các bạn sẽ được tặng. Đầu tiên đó là một cái ốp lưng dành cho cái 6S và 6S Plus, thì các bạn có thể tùy chọn nếu các bạn mua hai phiên bản. Chúng ta còn có thêm một miếng dán cường lực mà khi mà các bạn mua thì nhân viên sẽ dán luôn cho các bạn. Mặt khác chúng ta còn có thêm một cái loa, thì cái loa này của Philips và có chất lượng âm thanh rất là tốt. Thì trước tiên mình đã có khui hộp để giới thiệu với các bạn rồi. Đây là ba phần quà mà các bạn sẽ được nhận được ngay khi mà các bạn mua cái 6S hoặc là 6S Plus tại Mai Nguyên. Một cái điểm khác nữa là với 20 người đầu tiên mua tại cửa hàng số 8 Phạm Ngọc Thạch thì các bạn sẽ nhận thêm một phần quà khác. Và nếu các bạn muốn biết quà gì thì các bạn hãy lên website maynguyen.vn để xem thêm nhé. Bây giờ thì mình đến ngay với cái phần khui hộp để các bạn xem. Ở đây mình đang có một chiếc 6S màu Rose Gold và một chiếc 6S Plus màu Gold. Thì mình sẽ khui hộp để các bạn xem hai phiên bản này như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn lưu ý với các bạn là cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay đây là cái 6S và cái 6S Plus. Thì đây là một cái phiên bản chính hãng nhưng mà Apple họ cho bên Mai Nguyên demo. Cho nên khi mà mình khui không thì ngày 6 tháng 11, 8 giờ sáng ngày mai thì mình sẽ trưng bày tại tất cả 5 cửa hàng của Mai Nguyên để các bạn có thể đến trải nghiệm nếu các bạn thích. Bây giờ mình khui ngay cái 6S Rose Gold để các bạn xem trước nha. Này, cảm giác khui mỗi một năm khui một con máy iPhone mới cũng rất là tuyệt vời. Đây là cái 6S màu Rose Gold. Đây, cực kỳ đẹp. Lấy nó ra nhé. Đây là màu Rose Gold, một trong những cái màu hot nhất trong năm 2015 này, cùng với một số những cái màu khác như là màu xanh của Z5 của Sony hoặc là màu cam chẳng hạn. Ở bên trong hộp thì chúng ta chỉ có cái cục sạc cũng như là cái cáp Lightning kèm theo, thì do là đây là một cái phiên bản dùng để demo cho nên không có kèm tai nghe. Nhưng mà các bạn mua hàng tại Mai Nguyên hay là mua hàng tại bất cứ một nơi nào mà toàn là hàng chính hãng thì sẽ có đầy đủ phụ kiện là tai nghe, cái cục sạc và cái cọng cáp kèm theo. Mình sẽ khui luôn cái phiên bản màu gold của cái 6S Plus. Đây là phiên bản màu gold của cái phiên bản 6S Plus. Rất là đẹp. Thì cũng tương tự như với cái phiên bản trước kia thôi, không có gì khác nhiều cả. Ở bên trong họ cho mình xem thử. Cũng tương tự như cái phiên bản mà mình vừa mới khui, cũng chỉ có sạc và cáp mà thôi. Và ở đây thì mình đang có hai cái máy 6S và 6S Plus. Các bạn có thể thấy là đây là hai cái phiên bản màu đẹp nhất hiện nay, đặc biệt là với cái màu Rose Gold này thì mình chắc chắn là các bạn nữ sẽ rất là thích. Chúng ta sẽ có một cái máy nó hơi nặng hơn một tí so với cái phiên bản trước kia mà đã từng bán là 6S, 6 và 6 Plus.
Thì với phiên bản này kích thước cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái trọng lượng nó nặng hơn do cái phần màn hình này họ làm dày hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều so với cái phiên bản 6 và 6 Plus. Một điểm đặc biệt nữa là với cái phiên bản màu rose gold này thì toàn bộ cái phần thân từ trên dưới tất cả các cạnh, như là ở mặt sau chúng ta có trái táo thì trái táo này cũng hồng lên một tí, xung quanh giống như là cái màu xung quanh của nó. Ở phía dưới chúng ta có một cái điểm khác biệt so với phiên bản trước kia, đó là thêm một chữ S. Còn ngoài ra tất cả những cái vị trí như là cái phím nguồn, khe sim, những vị trí của loa thoại, loa ngoài, cái cổng lightning hay là cái giắc cắm Lightning 3.5, tăng giảm âm lượng và phím bật chế độ rung, toàn bộ đều là giống nhau hết. Một trong những cải tiến tiếp theo đó là về cái camera 12 megapixel cùng với cái đèn flash 2 tông ở phía bên này, và còn có thêm một cái micro hỗ trợ quay video. Một cái nâng cấp nữa mà Apple họ trang bị trên cái iPhone 6s và 6s Plus đó là cái màn hình Full Touch, tức là cái 3D Touch trên cái sản phẩm này. Thì do mình chưa có bật lên để mình gắt Active được cho nên mình chưa thử cái này cho các bạn xem. Thì khi nào mà có cái dịp nào đó để mình bật cái máy lên và để mình Active rồi mình sẽ thử cái 3D Touch để các bạn biết rõ hơn về sản phẩm này. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là Apple đã ủy quyền cho MyNguyên là một trong những đại lý bán hàng chính hãng của Apple tại Việt Nam, cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng cũng như là cái quy trình một đổi một của những sản phẩm Apple vốn đã rất nổi tiếng từ xưa tới nay. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.